Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibim Bắp. Ngày hôm nay lại là tập tiếp theo của lời thì thầm của những bóng ma. Bắp cũng nói trước luôn là thí dụ như mà Bắp có lỡ bận mà không làm được video, Bắp sẽ bù cho các bạn để cho các bạn đủ một tuần có hai tập truyện lời thì thầm của những bóng ma. Và hôm nay lại là tập tiếp theo. Cuộc sống của Melinda và Jim vẫn giống như là mỗi khi. Jim thì vẫn đi giúp người, còn Melinda vẫn tiếp tục giúp những hồn ma. Lần này Melinda sẽ còn giúp hồn ma nào nữa đây? Có một buổi tiệc gia đình thân mật mà Andrew đã mời Melinda và Jim về nhà của mình để mà ăn tiệc. Buổi tiệc chỉ có 3 người thôi các bạn. Thấy cũng tội cho Andrew lắm, tại vì Andrew là vẫn là độc thân vui tính. Mời mà mời một lượt hai vợ chồng, đã vậy hai vợ chồng kia còn rất là yêu thương thấm thiết nhau nữa. Nhưng mà Andrew cũng không có hề cảm thấy khó chịu về việc là hai vợ chồng mà tỏ ra ngọt ngào với nhau gì hết, mà cảm thấy rất là thoải mái và họ nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Khi mà đang ăn tiệc ở trong nhà của Andrew, nhà của Andrew là một cái khu chung cư có rất là nhiều tầng. Khi mà đang ăn tiệc á, họ nghe thấy tiếng động ở trên cái tầng trên. Tầng dưới tới cái tầng mà họ đang ở là nhà của Andrew, còn cái tầng trên là một cái nhà của một người khác nữa. Cái người nghe thấy âm thanh lạ lại là Melinda, đang ăn tiệc ngon lành bình thường. Melinda nói là Melinda nghe thấy có ai đó kêu rất là lớn ở trên cái lầu trên. Khi đó mọi người cũng đang nói chuyện thì đột nhiên nghe Melinda nói như vậy, thì Andrew mới nói là cô ấy cũng thỉnh thoảng nghe thấy những cái âm thanh lạ ở trên đó, nhưng mà nghĩ là chắc là do người ở trên đó làm ồn thôi chứ không có gì đâu. Sau đó họ lại quay trở lại ăn uống nói chuyện, tiếp tục cuộc đối thoại của họ. Được một lúc sau, trong phòng tắm của Andrew bắt đầu có âm thanh, có tiếng động. Họ mới chạy vào trong phòng tắm thì nhận ra trong phòng tắm nó bị dột nước, dột từ trên dột xuống. Có lẽ là do đường dây rò rỉ gì đó khiến cho nước nó bị dột. Khi này Melinda bắt đầu có cảm nhận bất thường, liền vội vã chạy lên tầng trên, chạy lên ngay cái phòng mà ngay ở trên nhà của Andrew, sau đó là đập cửa. Khi đập cửa không thấy ai trả lời hết, Melinda mới kêu Jim là hãy tông cửa vào. Khi mà Jim tông cửa vào, tất cả mọi người đi vào trong nhà, thấy ở trong nhà không có ai hết. Nghe tiếng âm thanh là nghe tiếng chạy róc rách ở trong cái nhà đó, trong cái phòng đó. Họ mới chạy vào trong phòng tắm và thấy một cô gái đang nằm ở trong cái phòng tắm. Khi này Melinda thấy hồn ma. Là những người khác không thấy, chỉ Melinda thấy thôi. Thấy hồn ma của một chàng trai trẻ đứng gần đó. Và chàng trai đó nói, liên tục nói là cô ấy đã uống những gì, đã uống những cái loại thuốc gì. Melinda liền nói lại là cô ấy đã uống những loại thuốc đó cho Jim nghe, bởi vì Jim là người cấp cứu y tế. Khi mà biết là cô ấy uống cái loại thuốc gì thì có thể cấp cứu kịp thời. Sau đó là Jim hô hấp nhân tạo và cố gắng cứu cái cô gái đó, cái cô gái mà chìm ở trong cái nước. Thì có thể là cô này cô đã uống thuốc tự tử, sau đó là dạng như là uống thuốc ngủ rồi chui vào trong cái bồn nước đó các bạn, xả đầy nước và nằm ở trong đó, sau đó là ngụp đầu xuống dưới luôn. Nếu mà không có người vô cứu kịp thời là cổ đã bị chết rồi, tại vì khi mà hôn mê bất tỉnh, uống thuốc ngủ rồi ngủ mà còn đuối nước như vậy nữa, một cách tự tử rất là đầu tư. Khi mà Jim đang cố gắng cứu cô gái đó sống dậy, hồn ma của chàng trai đứng bên cạnh và khóc nói là hãy cố gắng cứu cô ta. Và mặc dù anh ta biết là không có ai nghe thấy anh ta nói chuyện hết, nhưng mà anh ta nhận biết rằng Melinda nói chuyện được với anh ta và thấy anh ta. Nhưng mà lúc này anh ta rất là lo lắng cho cái cô mà đang bị hôn mê kia và không có nói chuyện với Melinda khi đó. Trong phút chốc thôi thì đột nhiên cái hồn của cô gái đang nằm đó xuất ra bên ngoài và đứng đối diện với chàng trai. Khi này cô gái nhìn chàng trai và gọi là em rất nhớ anh, em muốn đi với anh. Chàng trai mới nói là không, em không có được chết như vậy, em phải quay trở về, em phải sống tiếp. Cô gái nói là em không sống tiếp được, em không thể thiếu anh được, rồi giơ tay lên. Cô gái đã muốn chạm tay vào cái hồn ma của chàng trai kia và chàng trai kia cũng giơ tay tính chạm vào, nhưng mà kịp thời ngay lúc đó là cái hồn của cô này lại nhập lại vào xác, bởi vì Jim đã cấp cứu kịp thời và có thể cứu cô này. Dạng như là cô này đã chết, nhưng mà chết lâm sàng, chết trong tích tắc thôi các bạn. Cái sự kiện mà cổ xuất hồn ra và gặp người yêu của mình thì chỉ trong vòng khoảng chừng mấy giây thôi, chưa đầy một phút nữa. Sự việc đó xảy ra rất là nhanh. Melinda chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng mà nghẹn lời không nói được, bởi vì mọi thứ nó quá sốc đi. Một bên là một hồn ma thì rõ ràng là quá quen thuộc với Melinda, nhưng mà chứng kiến cảnh tượng mà một người đang cận kề với cái chết và cũng như là chứng kiến cảnh chồng mình đang cố gắng ra sức cứu một người khác, nó rất là kiểu như là cảm thấy nó rất là hỗn loạn ở trong lòng, không biết nghĩ cái gì hết và tự nhiên trực trào nước mắt lúc nào cũng không hay. Sau khi mà đã cấp cứu cho cô này xong mới đưa cổ vào trong bệnh viện. Lúc ở trong bệnh viện, khi mà cô gái còn hôn mê, Melinda tới thăm và gặp hồn ma của chàng trai đứng cạnh cô gái đó. Khi mà gặp Melinda một lần nữa, chàng trai đó mới hỏi Melinda là tại sao chỉ có một mình cô mới có thể nhìn thấy tôi. Rõ ràng chàng trai đó đã chết rồi. Melinda mới nói là Melinda có khả năng đặc biệt. Melinda mới hỏi lại là chàng trai đó là ai, tại sao đi theo cô đó, và nếu mà không có phiền thì cho Melinda biết là nguyên nhân tại sao anh ta chết. Chàng trai đó mới nói anh ta là vị hôn phu, chồng sắp cưới của cô gái đang nằm ở đó. Anh ta tên là Connor Donovan và cái cô gái đang nằm ở đó tên là Gwen. Anh ta là một người rất là chú trọng về sức khỏe nha, mà lại chết rất trẻ.
Cái hồn ma của anh ấy là chừng khoảng chừng 25 tuổi thôi, trẻ lắm mà người lại rất là khỏe nữa cơ, bắp cuồn cuộn mà không hiểu tại sao lại chết trẻ như vậy. Và anh ta mới kể cho Merlin là biết nguyên nhân vì sao mà anh ta chết. Anh ta tham gia vào trong một cuộc thi 3 môn phối hợp, trong đó là có bơi, có chạy xe đạp và sau đó là đi bộ. Anh ta đã hoàn thành xong hai chặng đầu tiên và là người dẫn đầu luôn, là bơi và chạy xe đạp là dẫn đầu. Ba bộ môn phối hợp nha các bạn, nhưng mà xong cái này là chạy qua cái môn khác thi ngay lập tức chứ không có nghỉ luôn. Thì khi mà anh ta đang chuẩn bị hoàn thành xong cái chặng thứ nhì là cái chặng chạy xe đạp, mọi người đều đang đua và anh ta đang là người dẫn đầu, chuẩn bị lại tới đích rồi đi qua cái bộ môn chạy bộ, đi bộ thôi. Anh ta đang chạy thì không biết nguyên nhân vì sao ở ngoài đường lại có một cái thằng nhỏ, là cái đường đua người ta đang đua mà không hiểu nguyên nhân vì sao lại có một cái gia đình nào đó họ đi chơi á, rồi có một cái đứa nhỏ nó lấy xe đạp nó ra nó chạy vòng vòng ngay cái con đường đó rất là nguy hiểm. Anh này ảnh đang đua, đang mặc dù là chạy xe đạp nhưng mà đang chạy với một tốc độ rất là nhanh, chạy mà tới đó thấy thằng nhỏ không có thắng kịp liền rẽ qua một bên, khi rẽ vô bên lề lại đâm sầm vào trong cái lề đường, cái lề để chắn đường, rồi anh ta văng ra bên ngoài, sau đó là té bất tỉnh. Khi đưa vào trong bệnh viện thì anh ta nói điều duy nhất, điều cuối cùng mà anh ta đã thấy là thấy hình ảnh đứa bé và gia đình kia nhìn anh ta thôi. Sau đó là anh ta ra đi mãi mãi. Khi mà anh ta mất rồi, anh ta chết rồi thì hồn ma của anh ta không siêu thoát được, bởi vì ảnh rất là thương cái người bạn gái của mình, rất là thương vợ sắp cưới của mình. Với lại một điều nữa là vợ sắp cưới của anh ta là Gwen á, thà là cô ấy có người thân gia đình bạn bè cũng đỡ đi. Còn đằng này anh ta nói là khi mà anh còn sống á, ảnh là người thân duy nhất của Gwen. Cô ta không có bất cứ một người thân nào còn sống hết, không có bạn bè gì nhiều luôn, chỉ có một mình anh ta. Và cứ nghĩ là hai vợ chồng như vậy là sống hạnh phúc, ảnh chơi thể thao lại khỏe mạnh như vậy, thì đâu có ngờ lại gặp tai nạn chết như vậy đâu. Cho nên ảnh không có bỏ rơi người vợ sắp cưới của mình được, nên lúc nào cũng phải đi theo, giống như là một người đi theo bảo vệ cho cô ấy, mặc dù chỉ còn là một hồn ma. Khi mà ảnh thấy cô này có ý định tự tử, ảnh gào khóc, ảnh can, nhưng mà cái cô này cô đâu có nghe được, cô đâu có thấy được hồn ma đâu, ngoại trừ cái lần mà cô sắp chết cô xuất hồn ra là thấy được cái lần duy nhất đó mà thôi. Nói chuyện với hồn ma của chàng trai đó xong, Melinda lại đi về. Khi mà đi về á, qua vài ngày sau, cô gái ở bệnh viện cũng đã tỉnh dậy. Cô gái đó hình như là có quen biết với lại Andrew và có nói chuyện. Khi mà nói chuyện với Andrew, cô ta lại muốn gặp Melinda. Là cái lúc mà cô hôn mê, cô gặp tai nạn như vậy, cho tới khi mà cô đưa vô bệnh viện luôn là cô chưa bao giờ gặp Melinda nha. Cô không thấy hình dáng của Melinda, nhưng mà sau khi cô tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô hỏi là cô muốn gặp cái cô gái tả hình dạng như vậy đó. Và cái Andrew nghe là biết ngay là Melinda. Thì Andrew mới hỏi Melinda là tại sao lại như vậy. Melinda mới nói là khi cô ấy xuất hồn ra và chết trong tích tắc như vậy, đã thấy Melinda nói chuyện và biết là Melinda có khả năng nhìn thấy ma, nhìn thấy chồng sắp cưới của cô ta, vị hôn phu đã mất của cô ta. Melinda khi nghe Andrew nói là cái cô gái đó muốn gặp Melinda, thì Melinda cũng tới và nói chuyện với cô này ở trong bệnh viện. Cuộc nói chuyện diễn ra cũng giống như là mỗi khi, hỏi là Melinda tại sao có khả năng đặc biệt, rồi nhờ Melinda chuyển lời giữa hai người. Melinda cũng chuyển lời, nhưng mà cái cuộc đối thoại, cái sự chuyển lời nó khác với mọi khi rất nhiều. Mọi khi nha, Melinda phải giúp cho người ta giải bày những cái tâm sự, những cái khúc mắc, nhưng mà lần này lại là một người trung gian truyền đạt những cái lời yêu thương, kiểu như là anh ta tại sao lại không đi, bởi vì muốn ở lại bảo vệ cô này, còn cô này thì lại không thể nào quên được ảnh, không thể nào sống thiếu ảnh, và nghĩ là cả cuộc đời của mình sẽ không thể nào tìm được một người yêu mình như là anh ấy, cho nên quyết định là phải tự tử. Đến và nãy Melinda là một người trung gian nói chuyện. Sau vài lần nói chuyện với hai người, chính xác là một người và một hồn ma, thì Melinda mới biết được rằng chàng trai đó thực chất là không hề muốn đi qua thế giới của ánh sáng, bởi vì chàng trai đó vẫn còn vướng bận cô gái này không muốn đi. Melinda mới nói với chàng trai đó là hồn ma không có nên vất vưởng ở nhân gian này quá lâu. Nói chung là nếu ở lại sẽ không tốt, kể cả là khi anh có ý định tốt là muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ bạn gái của mình, nhưng mà cái đó cũng không có tốt. Anh nên đi về nơi có ánh sáng, đó mới là nơi mà anh thuộc về. Nếu như mà anh còn nguyện vọng gì chưa làm được thì tôi sẽ giúp cho anh, đó là việc mà tôi làm. Thì chàng trai đó mới nói là ảnh có hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là ảnh muốn thấy được là Gwen có khả năng tự lập một mình, có thể vượt qua được cái cơn đau này và sống một cuộc sống bình thường trở lại. Chứ còn bây giờ là cổ còn rất là suy sụp và không có muốn sống nữa. Nguyện vọng thứ nhì, ảnh nói là trước khi ảnh chết, ảnh có đăng ký hiến nội tạng. Khi mà mình đăng ký hiến nội tạng của mình, giống như là bị một cái gì đó tai nạn bất ngờ mà mình chết đi, khi mà mình vừa mới chết nha, đã xác nhận là não chết rồi, thì người ta sẽ lấy cái nội tạng, những cái phần nào mà còn xài được, họ sẽ dùng để mà cho những người khác cần sử dụng. Ví dụ tim, gan, phèo, phổi, thận gì đó thì bác không biết, thì đó là như vậy. Với lại nói một cái bên lề nữa là ở bên Mỹ, nói chung là
Bác cũng không có rành khi mà người chết người ta làm như thế nào, nhưng mà hình như là ở Việt Nam nếu mà có người chết á là người ta sẽ chích thuốc đúng không? Chích thuốc để làm cái gì đó để cho đừng có hôi hay sao đó. Nhưng mà ở bên Mỹ khi mà một người nào chết, người ta sẽ đưa vào trong bệnh viện. Đưa vào trong bệnh viện người ta sẽ mổ ra và lấy hết nội tạng, đem cái nội tạng đó đem đi xử lý, nói chung là không có giữ nội tạng lại. Thì đó là cái cách mà bên Mỹ người ta hay làm. Cho nên có nhiều người người ta nghĩ là đằng nào mình chết nội tạng của mình cũng bị vứt đi, thì tại sao mình lại không hiến tặng cho người khác? Nếu mà có thể sử dụng, có thể là nội tạng và có thể có người là hiến toàn bộ cơ thể luôn, hiến da luôn, tại vì da cũng cần nữa, có nhiều người người ta bị phỏng, cần phải đắp da đó các bạn. Thì có nhiều người ta hiến hiến hết, còn có nhiều người thì chỉ hiến nội tạng, hiến hết toàn bộ cơ thể là không có giữ lại một cái gì luôn á, là chết xong là cái xác đưa vào bệnh viện và họ xử lý luôn. Họ có thể là lấy nội tạng để mà giúp cho những việc cần, và còn những phần còn lại có thể sử dụng cho những người sinh viên thực tập lên cái cơ thể đó để mà sau này giúp ích cho những người khác, dùng kiến thức của họ giúp ích cho những người khác. Thì đó là một việc làm rất là ý nghĩa. Chàng trai này là một chàng trai đã làm một cái việc làm ý nghĩa, đó là anh đã đăng ký hiến nội tạng của ảnh. Vì vậy cho nên khi mà ảnh chết, ảnh vừa mới tắc não, người ta xác nhận là ảnh chết là người ta tới, có một cái trực thăng tới tới cái xác của ảnh mổ ra và lấy những cái đồ mà họ nghĩ là vẫn còn, họ xem và họ nói là vẫn còn dùng được cho người khác đó. Thì trong đó họ lấy một trái tim đi. Trái tim đó họ lấy đi và xác nhận là bây giờ đã có người sử dụng trái tim đó rồi, là ảnh chết nhưng mà trái tim vẫn còn sống và đang sống ở trên cơ thể của một người khác. Ảnh nói với người Melinda, nguyện vọng của ảnh là ảnh muốn biết ai đang sử dụng trái tim của ảnh. Melinda lúc này nghe như vậy thì cảm thấy anh này là một người tốt bụng, hiến xác như vậy là tốt bụng, nhưng mà cảm thấy cũng cũng khá là kỳ lạ, là mình đã hiến xác rồi, mình đã hiến cơ thể của mình cho người khác rồi, thì người ta giống như là mình đồ mình tặng rồi thì người ta muốn xài sao người ta xài. Melinda mới hỏi lại là anh muốn điều tra cái gì, anh muốn điều tra thử coi là cái người mà sử dụng tim của anh có chùi rửa sạch sẽ, có đánh bóng nó mỗi ngày hay không hả? Thì ảnh mới nói là không, ảnh muốn biết là cái người sử dụng tim của ảnh là một người xứng đáng sử dụng nó, và muốn biết xem là người đó có trân trọng cái trái tim đó hay không, giống như là muốn biết là người ta sau khi có được trái tim đó có sống lành mạnh là và là một người giúp ích cho đời hay không. Thí dụ mà hiến tim cho một người là sát nhân hàng loạt thì chắc cũng tức chết. Thì Melinda cũng nói là sẽ cố gắng hết sức để giúp ảnh, nhưng mà không hứa chắc, bởi vì cái đó nhiều khi là nằm ngoài phạm trù của Melinda. Bởi vì những cái thông tin hiến tim như vậy, hiến nội tạng như vậy, người ta sẽ giấu kín, sẽ không cho người khác biết. Nhưng mà Melinda hứa là cũng sẽ cố gắng giúp. Melinda sau đó lại nói chuyện với Gwen. Khi mà nói chuyện với Gwen á, lại phát hiện ra rằng cô ta hoàn toàn không muốn vị hôn phu đã mất của mình phải rời đi. Là cô này muốn níu kéo cái hồn ma đó ở lại, muốn anh ấy phải luôn ở bên cạnh cổ, bởi vì cổ nói là cổ cảm nhận được năng lượng của ảnh. Cổ cũng hỏi Melinda là tại sao lại có thể như vậy, tại sao cổ lại đôi khi cảm nhận được là y như là ảnh đang ngồi kế bên cổ vậy đó, hoặc là nhiều khi thấy giống như là ảnh đang giơ tay lên và sờ lên má của cổ như vậy, hoặc là hôn lên má của cổ. Thì Melinda mới nói là một hồn ma người ta cũng là năng lượng, và năng lượng của người ta có khả năng tương tác với cơ thể của một con người, cho nên nhiều khi họ sẽ cố gắng để cho người đang sống cảm nhận được năng lượng của họ. Sau đó Melinda cũng biết biết màu chị này là không có muốn anh kia đi, muốn cái hồn ma kia phải ở lại. Melinda mới biết là cái cô này đang cố níu kéo cái hồn ma kia lại, cho nên anh kia không buông được, mà chị này cũng không buông được. Melinda mới khuyên cổ á, là bây giờ cổ phải cố gắng sống tiếp, phải để cho ảnh siêu thoát. Thì khi mà nhắc tới cái chữ siêu thoát thôi các bạn, cô kia cổ chuyển đề tài, giống như là cố tình đánh lạc hướng, đánh trống lảng, nói về chuyện khác, không có muốn nói về cái chuyện là cho anh kia siêu thoát. Thì Melinda cũng chịu, không có biết phải làm sao hết. Melinda mới nghĩ là thôi thì bây giờ mình cứ cố gắng thực hiện nguyện vọng của chàng trai kia đi, mình thực hiện được rồi ấy, thì cuối cùng anh ta cũng sẽ phải siêu thoát. Anh ta đã hứa với mình là nếu mà mình thực hiện được hết nguyện vọng của anh thì anh sẽ siêu thoát thôi, cho nên Melinda cũng cố gắng tìm kiếm thông tin của người đã được nhận trái tim mà chàng trai kia tặng. Melinda đi vào bệnh viện và vô ngay cái phòng mà hồ sơ để mà hỏi một cô y tá. Cô đó là phụ trách những cái thông tin về tất cả những bệnh nhân. Melinda mới đưa thông tin là Connor Donovan đã chết ở ngày tháng năm nào, đã hiến tặng một trái tim và bây giờ muốn biết là trái tim đó người nào nhận và sống như thế nào, địa chỉ người đó ở đâu á. Bởi vì hồn ma kia đưa thông tin cho Melinda. Nhưng mà ở chỗ bệnh viện, cái cô y tá kia, cô lại không có đưa thông tin, cô nói là không được. Cái thông tin này là thông tin mật. Cô là cái gì của bệnh nhân? Cô là gì của người đã mất? Melinda mới nói là bạn, là người thân. Nhưng mà người kia không chịu, cô y tá kia không chịu, cô nói là không không được, không có cho những cái thông tin đó ra được. Và hiện giờ là tôi đang rất bận, cô phải đi đi. Thì khi mà cái bà y tá bà vừa mới đuổi, ra tiếng là đuổi Melinda đi, thì lập tức đèn ở đó tắt. Đèn ở đó tắt xong rồi lại chớp có lại.
đèn á tắt đi nhưng mà có lại là do là đèn phát điện, nó chạy để cho điện đó có lại thôi. Thì khi này bà y tá bà phải đi để bà kiểm tra, bà nói là cô đứng im tại chỗ, cô đứng im ngay chỗ này và cô không đi không được nhúc nhích nha, đợi tôi quay trở lại để giải quyết. Tại vì bà sợ là Melinda sẽ đi lung tung rồi lục lọi đồ này nọ thì bà không biết, nhưng mà ý của bà là kêu Melinda đứng ngay tại chỗ đó đợi. Thì khi này á bà đứng ở đây, bà đứng ở trong đây có một cái máy máy tính quay cái hướng, quay cái mặt về hướng của bà, còn Melinda đứng ở ngoài. Muốn đi vào trong đó để mà biết được thông tin thì phải cần mật mã nè, phải biết sử dụng nữa, nếu mà không biết cách sử dụng cũng không có biết tìm được thông tin. Khi mà điện cúp và cái người y tá kia đi, Melinda mới bắt đầu thấy rất là nhiều hồn ma luôn. Những cái hồn ma hồi xưa, thậm chí là những cái người y tá hồi xưa họ bận những cái bộ đồ ghê lắm, đẩy xe, đẩy xác chết chạy đi qua đi lại vèo 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 luôn. Rồi có một bà y tá bị tá ma, bị xuất hiện ở ngay cái chỗ hồi nãy bác kể với các bạn là ở đằng sau cái quầy thông tin á, cứ cho là cái quầy thông tin đi, bà xuất hiện ngay ở đó. Khi mà Melinda thấy bà, Melinda mới hỏi là bà có thể giúp cho tôi được không? Tại vì bà là hồn ma nha, nhưng mà bà không có khả năng đánh máy chạm vào đồ vật, bà chỉ có thể chỉ cho Melinda cách để mà lấy thông tin thôi. Bà mới chỉ cho Melinda nè, cái cách đánh vô là đánh vô cái ô đó tên, đánh vô ô đó họ, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, rồi mật mã. Cái mật mã là cái quan trọng, mật mã chỉ có những người y tá làm trong đó mới biết thôi. Bà nói cho Melinda biết mật mã. Khi mà Melinda biết mật mã và điền cái mật mã đó vào, ngay lập tức những cái thông tin mà Melinda cần hiện ra là người được những cái quả tim đó và cũng như là địa chỉ nhà của anh ta ở đâu hiện ra hết. Melinda ghi xuống ngay lập tức. Khi mà vừa làm xong tất cả mọi thứ là cái đèn có lại, bà y tá kia bà quay lại là lúc này Melinda đã lật đật đi ra đằng trước đứng rồi, hồi nãy là chạy qua đây lấy thông tin rồi đi ra đằng trước đứng. Nhưng mà cái lúc mà đi ra đằng trước đứng nha, là cái màn hình thông tin vẫn còn nguyên luôn, tại vì Melinda chỉ biết mở lên thôi, chưa kịp tắt nữa là thấy bà kia đi lại lật đật chạy lên đằng trước. Cái bà y tá mà còn sống á, bà y tá lúc đầu khó chịu quá, bà tới và bà nói là xong việc rồi, đuổi Melinda về. Melinda khi này có thông tin rồi, lật đật chạy về chứ đứng ở đó làm gì. Khi mà Melinda chạy đi, quay trở lại cái chỗ bà y tá đó, bà nhìn vô trong màn hình thì lại những cái thông tin trên màn hình á nhòe 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 sọc caro luôn á, giống như là bị hư hoặc là bị nhiễu sóng gì đó, nó nhòe hết nguyên cái màn hình giống như là bị virus gì đó. Thì bà cũng nghĩ là do cái máy tính này nó bị điên, nó bị hư thôi chứ bà không nghĩ gì hết. À quên, còn cái một cái nữa là trước lúc bà y tá kia bà quay lại, Melinda mới hỏi cái bà y tá ma là kiểu như là bà giúp mình rồi thì mình cũng phải giúp lại bà cái gì chứ. Thì Melinda mới hỏi là bà có cần tôi giúp cho bà việc gì không. Bà mới nói với Melinda là sẽ có dịp tôi cần đến cô rồi bà biến mất, là bây giờ bà giúp Melinda và tương lai bà sẽ quay trở lại cần Melinda giúp đỡ, nhưng mà không phải là bây giờ. Khi Melinda có được thông tin của người nhận được trái tim thì cô ta tìm đến cái người kia tên là Clip Ames, là một người đàn ông cũng tầm khoảng chừng hai mươi mấy ba mươi, bất nghĩ là có thể là lớn tuổi hơn, bởi vì cái anh mà mất rồi á thì khá là đẹp trai, nhưng mà cái ông này người rất là yếu ớt và còn hói nửa đầu nữa, cũng hơi hơi hói hói ở trên đây nè, hói hết nửa đầu rồi. Khi Melinda tìm đến ổng, ổng đang tham gia một buổi thảo luận. Cái buổi thảo luận đó dành cho những người họ có những cái khó khăn trong cuộc sống, họ sẽ tụ tập lại một cái hội đó, rồi từng người lên nói về những cái mà họ suy nghĩ, kể về chuyện họ trải qua, giống như là một cái nơi để nói lên nỗi lòng của mình. Có những cái là mình giấu kín trong lòng, mình không nói ra thì nó sẽ uất ức, sinh ra là bị trầm cảm, thì cái nơi đó là nơi để mình nói ra. Thậm chí là trong đó mình không quen ai hết, nhưng mà cứ nói ra như vậy thì sẽ vơi đi được cái phần nào, và người khác cũng có thể là cho mình ý kiến hoặc là an ủi mình. Thì đó là một cái hội giống như vậy. Cái anh Cliff Amis anh mới đi lên và phát biểu về cuộc đời của ảnh. Anh nói là hồi nhỏ từ lúc mới sinh ra là anh đã có vấn đề về tim, tim của anh yếu lắm, là mới sinh ra là đã biết là một nửa chân của mình là nằm trong quan tài rồi, một nửa còn lại là đạp trên vỏ chuối. Cái này là anh đang cố gắng tỏ ra hề hước đó, tỏ ra hề hước nhưng mà không ai cười hết. Anh mới nói là cái phòng này nghiêm túc quá. Anh nghiêm túc anh kể, anh nói là gần đây có một người đã hiến trái tim cho ảnh. Khi mà anh có được trái tim á, có những chuyện xảy ra khiến cho anh cảm thấy rất là lạ. Ảnh thường xuyên nghe thấy những cái mùi hương mà lại không biết là mùi hương đó từ đâu. Muốn nghe thấy là mùi hương đó rất là quen thuộc, nhưng mà xung quanh lại không có cái mùi hương đó. Thậm chí là nhiều khi thèm ăn một cái món ăn mà trước đây ảnh chưa bao giờ ăn. Đại khái là cơ thể và tâm lý, vị giác, xúc giác của ảnh cũng thay đổi rất là nhiều và ảnh chưa kịp thích nghi. Trước đây á, ảnh là một người yếu về tim và cơ thể rất yếu, cho nên nhút nhát lắm các bạn, không có dám hẹn hò với ai hết, bởi vì ảnh biết là mình sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu mà bây giờ mình hẹn hò với một người nào đó là mình chỉ làm khổ người ta thôi, lỡ người ta thương mình thiệt. Rồi hai người đến với nhau, đám cưới xong chưa kịp có hạnh phúc gì hết mà đã
anh chết queo rồi, thì anh nghĩ tới cái diễn cảnh như vậy, cho nên anh không quen ai hết, anh cứ sống lủi thủi một mình như vậy. Rồi bây giờ đột nhiên có một trái tim lành mạnh, khỏe mạnh đang đập trong cơ thể của mình, anh cảm thấy là sợ và cũng chưa có thích nghi được cái vấn đề đó. Thì đó là những cái mà anh tâm sự. Sau khi mà anh rời cái buổi nói chuyện đó, Melinda mới tiếp cận và hỏi chuyện với ảnh. Melinda mới hỏi chuyện với ảnh là chuyện về trái tim á. Melinda mới nói cô ấy là một người nghiên cứu viên về những người được nhận hiến tặng nội tạng, để xem là diễn biến tâm lý của họ sau khi được nhận như thế nào. Anh này anh tỏ ra rất khó chịu khi Melinda nói về cái vấn đề đó. Và nói chuyện một hồi thì Melinda phải rời đi, bởi vì anh nói là sau lời cuối cùng á mà anh nói với Melinda, là lúc này là anh kiểu như là bị stress và bộc ra luôn á. Anh nói là anh cảm thấy rất khó chịu khi phải nói chuyện về một người mà anh biết là người đó đã chết, nhưng trái tim của người đó vẫn còn sống. Là tại sao người đó chết mà anh vẫn còn sống nhờ cái trái tim đó? Thì dạng như là vừa biết ơn nhưng mà vừa cũng cảm thấy hối hận, hối lỗi gì đó. Đó là cái tâm lý của anh, và anh rời đi. Khi mà anh rời đi thì Melinda cũng không biết phải làm sao hết. Trời ơi, cả cuộc đời ăn no đi bị chửi ra các bạn, làm gì cũng bị chửi hết mà cũng ráng giúp cho người ta thấy thương, thấy tội. Jim á, thì cũng tội, cũng thương lắm. Trời ơi, thấy Melinda, thấy vợ mình giúp người ta cũng rất là ủng hộ, nhiệt tình luôn. Chỉ cần vợ gọi một tiếng thôi là giúp hết mình, và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Qua vài ngày sau, Melinda điều tra được cái nơi mà cái ông Cliff Emmis đó ở, cái nơi mà Cliff Emmis đó làm việc. Mà nghĩ cũng ghê thì cái bà đà này á, bà điều tra tới nơi mà người ta ở, tới nơi mà người ta làm việc luôn. Ghê hơn thám tử tư nữa. Thì bà đi tới cái chỗ ông làm việc. Chỗ ông làm việc là một cái tiệm chụp hình. Ông chụp hình rất là có tâm. Thời buổi bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng chụp hình kỹ thuật số và sau đó là đưa ra máy in để in. Riêng cái ông này á, ông lại thích in giống như là chuyện ma hôm bữa bất kể á, là có một cái phòng in ở trong đó là toàn màu đỏ thôi, in thủ công, in bằng tay. Ông nói là khi mà in như vậy á, cái bức tranh ra sẽ có hồn hơn, bởi vì không những là chụp được cái khoảnh khắc của người được chụp mà cái người in họ cũng để tâm vào trong cái tấm hình đó. Sau đó là Melinda có thể nói chuyện với ổng nhiều hơn, ổng cởi mở hơn nói về cái vấn đề của ổng. Thực ra cái lần đó Melinda tới là bởi vì cái con ma hồn ma của Connor muốn gặp cái ông đó. Dạng như là ý của Connor muốn Melinda nói với ông đó là Melinda nói chuyện được với hồn ma của người đã cho ổng tim, để cho ổng biết là ổng đang có trái tim đồ này nọ, muốn như vậy đó. Nhưng mà nói chuyện một hồi á, Melinda lại quyết định là không nói ra việc đó, mà Melinda muốn có một cái hẹn kế tiếp với lại cái ông Cliff Emmis đó. Và ở cái lần hẹn kế tiếp đó, Melinda đã sắp xếp một cuộc hẹn giữa cái ông Cliff Emmis với lại người vợ sắp cưới của chàng trai đã chết, đó là Gwen. Mới sắp xếp một cái cuộc hẹn giống như là những cái người bạn mới gặp nhau thôi. Trong cái bữa hẹn đó có Melinda, có Andrew, có Gwen tới, rồi cái ông đó Cliff Emmis ông cũng tới. Lần đầu tiên mà ông nhìn Gwen thôi, ông nói là sao mà thấy cô quen quá. Ông cũng không biết là tại sao ông lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy. Sau đó Melinda với lại Gwen mới diễn cớ đi chỗ khác để cho hai người này nói chuyện. Trong cái buổi nói chuyện, hai người khá là hợp với nhau. Gwen mặc dù mới gặp cũng cảm thấy là sao cái người đàn ông này thân thuộc, quen thuộc đến như vậy, và thấy anh ta cũng hài hước, cũng dễ thương. Nói chuyện được một hồi, cái ông Cliff đó, ông mới hỏi là cô có nghe thấy cái mùi gì không? Giống như là mùi hoa nhành nhành á, gần đây tôi hay nghe thấy cái mùi đó lắm. Khi này Gwen mới nói á, cái đó là cái mùi nước hoa mà tôi hay sử dụng. Là do ông bị ảnh hưởng bởi trái tim của Connor. Bởi vì khi mà Connor còn sống là hay ở bên cạnh của Gwen và ngửi thấy cái hương thơm đó, cho nên từ khi mà ông có được trái tim á, là ông bị cái chứng là gợi nhớ về cái hương thơm đó, mà ông không biết là xuất phát từ đâu. Nghe Gwen nói như vậy thì ông cũng không biết gì hết các bạn. Ông hoàn toàn không biết là Gwen là vị hôn phu, là người vợ sắp cưới của cái người đã hiến tim cho mình, hoàn toàn không biết. Và Gwen cũng hoàn toàn không biết là cái ông này là người đã nhận được trái tim của bạn trai của người người chồng sắp cưới của mình. Hai người hoàn toàn không biết gì về nhau, không biết gì về đối phương, nói chuyện với nhau và cảm thấy rất là hợp nhau. Nhưng mà có một hành động vô tình như thế này. Cliff đang nói chuyện với lại Gwen thì ở trên bàn có những cái mảnh vụn bánh mì. Anh ta mới lấy những cái mảnh vụn bánh mì đó và đũn đũn vào tay của mình và nắm lại. Để khi nào mà có sọt rác thì anh ta sẽ vứt vào trong sọt rác. Thì đó lại là một hành động mà khi còn sống chầm sắp cưới của Gwen hay làm. Cho nên cổ thấy cái hành động đó là cổ liền sực nhớ tới chồng của mình, chồng sắp cưới của mình. Cổ mới đứng dậy đi về. Cổ xin lỗi, cổ đứng dậy đi về. Tại vì lúc đó cổ cảm thấy giống như là mình tự nhiên là thấy như vậy là nhớ tới chồng. Rồi cảm thấy hối hận. Giống như là rõ ràng là chồng mình mất rồi, rồi mình lại đi nói chuyện với một người khác, rồi mình lại cảm thấy ở cái chàng trai này cũng vui tính, lại cảm giác như là mình đang phản bội chồng của mình trong khi người kia đã chết rồi. Thì đó là cái mâu thuẫn mà Quen đang cảm nhận được.
quay lại phần của clip thì khi gặp cô gái đó rõ ràng đi về là bị tương tư liền, thích liền ngay lập tức luôn. Sau cái buổi đó đi về thì dĩ nhiên hồn ma Connor sẽ hiện ở ngay trước nhà của Melinda cần một sự giải thích. Bởi vì khi mà Melinda sắp xếp những cái đó, hồn ma của Connor cũng không biết gì hết. Khi đó Melinda mới nói á, là thực sự cô ấy cảm nhận là quen hoàn toàn ổn khi có thể ở đây một mình, khi không có Connor. Cái người mà đang níu kéo ở đây không phải là quen, mà là Connor, là hồn ma của anh ta. Anh ta không muốn rời đi, chứ không phải là do quen níu kéo anh ta ở lại. Nói chung là Melinda đã nói với anh này rất là nhiều là quen là người còn sống không thể nào mà quen với một hồn ma chết, giống như là duyên âm vậy đó. Làm sao mà một người sống có thể yêu một người chết được? Cho dù là hai người có thực sự yêu nhau đi nữa, có biết nhau yêu nhau đi nữa, thì những lúc mà cổ đau bệnh, ai chăm sóc cho cổ? Một hồn ma làm sao có thể chăm sóc cho cổ được, đúng không? Khi đó quen vẫn nhất quyết không chịu đi. Quen mới đứng dậy đi về và nói là thôi thì cứ để cho cô ấy quyết định rồi biến mất. Lúc này Melinda cũng bó tay với cái hồn ma đó rồi. Đã vậy cuộc sống của Melinda cũng đang gặp rắc rối. Đó là tự nhiên Melinda nhận được một cái tờ giấy thuế, đánh thuế cái chỗ mà Melinda làm việc á, là phải tự nhiên trả thêm 15.000 đô. Cái số tiền đó cũng là một số tiền lớn mà Melinda vẫn nói chung là có tiền, nhưng mà nếu mà chi trả cho cái đó là sẽ không còn tiền làm được những cái việc khác nữa. Và Melinda đang không biết phải làm sao, đang không biết phải giải quyết làm sao hết. Khi nhận được thông báo nợ như vậy á, Melinda có tâm sự với Andrew. Melinda nói là nếu mà bí quá thì không biết là cái công việc này nó sẽ như thế nào. Nhưng mà khoảng chừng vài ngày sau, Melinda lại liên hệ với cái nơi sở thuế đó, thì người ta nói là có người đã trả hết cho Melinda rồi, trả hết sạch tiền luôn. Melinda lúc này mới thắc mắc là ủa ai trả? Nhưng mà người ta không nói. Sau đó Melinda phải đi lên làm giấy tờ đồ này nọ, thì người ta mới nói cho Melinda biết cái người trả tiền á tên là Andrew, chính là cái cô bạn thân của Melinda làm chung tiệm với Melinda. Lúc này á, Andrew mới nói, chỗ Andrew dễ thương lắm các bạn, trả tiền cho bạn mình mà không nói một tiếng nha, bởi vì sợ bạn mình biết sẽ không nhận. Nhưng mà cũng không ngờ là bạn mình lại điều tra tới bến như vậy. Khi mà biết được á, Andrew mới nói là không sao đâu, không có cần trả, nhưng mà nếu mà muốn trả thì khi nào Melinda có đủ tiền rồi trả sau cũng được, không sao hết. Thì Melinda mới nói là làm sao mà có thể nhận được cái số tiền lớn đến như vậy. Thì khi này Andrew mới nói là hồi xưa tới giờ Andrew làm cái tiệm này cũng như là một người làm công, giống như là làm được lương thôi, thì sẵn dịp này coi như là cái đó là số tiền để cho Andrew hùng vào trong cái tiệm này, trở thành một cái người chủ, một người chủ nữa cho cái tiệm này. Melinda mới nói với Andrew là thật ra từ trước tới giờ Melinda không hề nghĩ Andrew là một người làm công gì hết, mà là một cái người cộng sự của Melinda trong cái tiệm này. Khi đó Andrew mới nói là thì hồi xưa là một cái người cộng sự trong tư tưởng, nhưng mà bây giờ là một cái người cộng sự thật sự, giống như là cộng sự trên tất cả mọi thứ. Nhưng Melinda mới chấp nhận là bây giờ cái tiệm đó là có hai người chủ, Andrew và Melinda cùng nhau là hai người chủ quản lý chăm sóc cho cái tiệm đó. Ý ở đây Andrew là một người cực kỳ dễ thương và rất là tốt với Melinda. Nói chung là các bạn cũng thấy là Melinda giúp quá nhiều hồn ma đi. Là người làm việc thiện sẽ được thiện báo thôi. Có bạn trai, không phải có chồng chứ. Trời, có chồng tuyệt vời ông mặt trời. Có thêm một người bạn thân tuyệt vời ông mặt trời. Và cả hai người này đều biết hết bí mật của Melinda, không giấu gì hết. Và họ rất là thân với nhau, rất là tốt với nhau. Quay trở lại việc giúp đỡ cho hồn ma Connor siêu thoát. Bữa đó Melinda mới dẫn Connor tới cái buổi nói chuyện của Cliff. Khi này Cliff nói chuyện sau cái cuộc gặp gỡ với lại Quen á, dường như là Cliff mở lòng hơn. Và Cliff nói là bây giờ đã có mục đích sống, cảm nhận được là mình có một cơ hội để sống tiếp. Cái sự khác biệt giữa né tránh cái chết và chọn cái sống. Tức là hồi xưa anh ta sống mà anh ta chỉ sợ cái chết và anh ta muốn né tránh cái chết thôi. Nhưng mà bây giờ là anh ta không còn né tránh cái chết nữa, mà anh ta đang chọn cái sống. Và anh ta phải sống cho thật là tích cực, cho thật là tốt, làm những việc mà anh ta chưa bao giờ dám làm, thực hiện những điều mà anh ta mơ ước, và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Khi nghe bài phát biểu của Cliff, Connor khá là cảm động. Và anh ta cũng dần dần giống như là dần dần buông xuôi á, cũng nghĩ tới bạn gái của mình, nghĩ tới vợ của mình, vợ sắp cưới. Mà chàng trai kia cũng là một chàng trai tốt, nếu mà họ đến được với nhau thì cũng là một điều tốt. Hơn thế nữa, trong trái tim của chàng trai kia lại là trái tim của anh ta. Và anh ta biết là nếu đó là trái tim của anh ta thì chàng trai kia sẽ yêu cô ấy một cách thật lòng. Sau đó Melinda lại dẫn Connor tới gặp Quen một lần nữa. Khi Melinda hỏi Quen á, có cảm giác như thế nào khi mà cô nói chuyện với Cliff, Quen mới hỏi là hồn ma của Connor có ở đây không á, để mà nói chuyện. Thì Melinda không có trả lời trực tiếp mà nói là không sao đâu, cứ nói chuyện tự do đi. Quen mới nói thật lòng mình là khi nói chuyện với Cliff, cô cảm thấy như là phút chốc bản thân của mình không có còn những cái nỗi đau chia lìa mất mát khi mà nghĩ tới Connor. Nhưng mà ngay lập tức sau đó, khi mà nghĩ lại tới Connor, cô lại cảm giác giống như là mình phản bội anh ta quá sớm. Rồi bla bla bla. Thì cái này
Melinda mới cho lời khuyên. Sau khi mà cho lời khuyên nói chuyện đồ này nọ, cuối cùng Connor cũng đồng ý siêu thoát để cho Gwen có thể tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể vượt qua được cái nỗi đau thương đó. Và lúc này Connor biết là chắc chắn Gwen sẽ vượt qua được. Sau đó là làm thủ tục chia tay thôi các bạn. Truyền quay qua, truyền lời lại, sau đó là Connor biến mất đi về nơi có ánh sáng. Thông qua sự việc lần này, Melinda có nói với Jim như thế này. Khi mà Melinda thấy cảnh hai người đó, một người âm, một người dương, khóc lóc và không có muốn rời xa nhau, Melinda cảm thấy rất là đau lòng giùm họ. Bởi vì mình phải trải qua những cái điều mà người ta đã trải qua rồi, mình mới có thể thấu hiểu cho người ta một cách hoàn toàn. Hiện tại, Melinda đang rất là hạnh phúc với Jim. Khi mà nghĩ tới cái hạnh phúc mà Melinda đang có, Melinda lại cảm thấy là nhỡ như có một ngày như vậy thì mình biết phải làm sao. Rồi Melinda mới nói với Jim, nếu như, lỡ như có một ngày nào đó mà Melinda có chết trước Jim á, thì muốn Jim sẽ sống tốt, đừng có níu kéo Melinda, sau này hãy kiếm một người vợ mới để có thể cùng người đó bước tiếp. Sau đó Jim mới nói là không có nói những cái chuyện bậy bạ như vậy, anh không có muốn nghe. Melinda lúc này mới nói là thì lỡ như mà anh chết trước em thì dĩ nhiên là anh cũng muốn những điều đó đối với em rồi đúng không? Cái Jim mới cười nói là không, em có thể sống tốt hơn, em có thể quên đi nỗi đau đó, em có thể có công việc, có việc làm, có tất cả mọi thứ, nhưng em không thể nào có thêm một người chồng nào khác, em không thể nào có người bạn trai nào khác. Thì Jim vừa cười vừa nói như vậy. Hai người cười nói thôi các bạn, thì cũng coi như là đó là một cái câu nói đùa, hoặc là Jim cũng không có muốn là Melinda quá nghĩ nhiều về những cái vấn đề đó. Chuyện tương lai thì để tương lai tính. Sau khi mà đã thành công giúp được một hồn ma khác nữa siêu thoát, hôm đó trên đường đi về tiệm làm của mình, đi về tiệm nơi làm việc của Melinda, Melinda thấy bên kia đường có một người đàn ông. Ông ta bận giống như là những người bình thường thôi các bạn, nhưng mà khi mà nhìn á là Melinda biết chắc ông này không phải là người mà là ma. Mặc dù là ngoại hình của ông nhìn giống như là một người bình thường, bởi vì những người mà có hình dạng đáng sợ là có thể họ không biết họ chết, cho nên khi họ chết như thế nào họ hiện ra y như vậy, hoặc là có thể là họ muốn trả thù, cho nên cái âm khí của họ còn rất nhiều. Còn đối với những người họ biết là họ chết rồi và họ biết là họ tồn tại với mục đích gì thì họ xuất hiện giống như là cơ thể bình thường của một con người bình thường thôi, chỉ có điều là không ai thấy họ thôi. Thì cái người đàn ông bên kia đường mà Melinda thấy lại là như vậy. Tuy nhiên toát ra từ cái người đàn ông đó lại là một cái ám khí, một cái chướng khí, một cái âm khí, nói chung là một cái gì đó, một cái sát khí, chính xác, một cái sát khí rất là nặng nề. Mà ông ta không làm gì Melinda nha các bạn. Ông nhìn Melinda đi, ông ngồi mà ông ngồi rất là ung dung tự tại luôn. Ông ngồi, ông gác tay lên ghế như thế này và ông nhìn Melinda. Melinda đi, từ đây qua đây là ông nhìn Melinda đi. Ông nhìn chừng chừng Melinda, sau đó ông đứng dậy. Ông đứng, ông nhìn. Ông nhìn rồi ông cười. Ông nhìn, ông cười. Ha, 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 ha. Ông cười như vậy, thiệt luôn, ông cười như vậy luôn. Melinda lúc này thấy ổng là đứng im, là thấy ổng cứ nhìn mình cười. Cái ông này mắt thằng bố hay sao mà cứ đứng đó nhìn mình cười. Mà ổng cứ đứng đó ổng cười. Rồi một hồi có một chiếc xe bus đi ngang qua, chạy ngang qua ổng thì ổng biến mất. Và đó là hết tập 4 của chúng ta ngày hôm nay. Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện ở tập 4. Và người đàn ông này có một ý đồ xấu xa với Melinda. Chắc chắn là như vậy rồi, một hồn ma của một người đàn ông chứ. Hồn ma đó là ai? Có ý đồ gì với Melinda? Tại sao lại đứng nhìn Melinda như vậy? Melinda đã làm gì lên tội? Không, cái tội của Melinda là đã giúp quá nhiều hồn ma siêu thoát rồi. Như vậy, chúng ta đã tới tập 4 rồi. Càng ngày Melinda sẽ càng giúp nhiều hồn ma siêu thoát hơn. Và càng ngày Melinda sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Và đó là video kể chuyện lời thì thầm của những bóng ma ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.